mọi người. Lại là mình đây. Hôm nay mình chỉ muốn tâm sự với các bạn là dành cho các bạn nào đang ở Đức hoặc là đang học tiếng Đức để đi sang Đức. Thì mình có một câu chuyện rất là dài. Trong 6 năm vừa qua thì mình sinh sống ở Đức thôi. Và sau 6 năm thì mình cảm thấy là mình đã thay đổi rất là nhiều. mình đang bị ốm. Không phải mình bị ốm mà mình bị ngạt mũi á. Thế là giọng của mình nó kiểu như thế này. Và mình sẽ vẫn muốn là kể chuyện cho các bạn nghe. Thì nước Đức chào mừng các bạn đến với tập đặc biệt tuần này. Đó chính là nước Đức có khiến mình hạnh phúc hay không? Vậy bây giờ mình sẽ kể chuyện nha. Mình là một đứa sinh ra và lớn lên ở một làng quê ở Việt Nam. Khi mình học cấp 3 thì mình chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có cuộc sống như bây giờ ở Đức. Mình chỉ nghĩ rằng là mình muốn là sau khi học xong cấp 3 thì mình sẽ muốn đi đến một đất nước nào mới, một môi trường mới, đơn giản như vậy thôi. Bạn bè của mình thì ai cũng đỗ một đại học nào đó, và mình cũng thế, mình cũng muốn là đỗ một đại học mà mình muốn, mà mình thì lại không đủ giỏi để đỗ đại trường đại học đó. Và sau cái lần trượt đại học, không phải trượt đại học mà kiểu như là mình không đạt được, không đỗ vào cái trường đại học mà mình muốn ấy, thế mà mình nghĩ là mình cũng không có hứng làm cái gì nữa ở Việt Nam, mà mình kiểu cái gì đến cũng phải đến. Và tự nhiên có một bước ngoặt đã đến với cuộc sống của mình, đó chính là họ hàng rất là xa của mình ở Đức quay về Việt Nam và nói là bảo là thay cháu sang Đức đi, bác sẽ lo cho bla bla đấy. Kiểu chỉ vì mình tin vào cái lời nói đó và mình kiểu nghĩ là ok mình sẽ đi Đức kiểu vậy ấy. thế sau đó bắt đầu mình bắt đầu học tiếng Đức. Có một cái trung tâm tiếng Đức. Lúc ấy thực ra là mình cũng kiểu rất là mù mờ, mình không biết là bắt đầu từ đâu. Và mình đi học ở một cái trung tâm tiếng Đức bừa, tức là đi học bừa ấy. Thế là học kiểu như là sau khi học xong A2 thì cái trung tâm tiếng Đức ấy bị giải tỏa luôn. Thế là mình kiểu rất là sốc. Mình kiểu thôi kệ, bây giờ đâm lao rồi thì phải theo lao. Thế là mình bắt đầu học B1 và theo kiểu là thuê gia sư học chứ không học trường lớp đàng hoàng nhá. Thế sau mình học thuê gia sư cùng với cả 4 bạn khác học gia sư B1. Thế xong mà các bạn đừng nghĩ là mình học gia sư kiểu như là xịn sò nhá, kiểu như gia sư đúng theo kiểu là chung là nó rất là tồi tàn ấy, cái môi trường học khoảng thời gian đó. Và sau khi học B1 gia sư đấy xong thì thực ra là mình cái môi trường nó rất là tệ, nên là mình xong mà mình lại còn cứng đầu mình tự ôn B1 nữa. Thế là kiểu như là thực ra là không đến nỗi tệ, mình chỉ đỗ 2 kỹ năng, nhưng mà cái kỹ năng mà mình tự tin nhất là nói thì mình lại bị trượt, tại vì là mình hiểu mình kiểu nói sai đề, tại mình không kiểu như là không chuẩn bị kỹ mà. Thế mình cũng kiểu học gia sư vớ vẩn nữa, thế là mình trượt nói. Thế xong mình nghĩ là thôi không sao, bây giờ mình sẽ kiểu đi học lại. Thế là mình bắt đầu học lại B1 Plus ở Đại học Hà Nội này. Sau mình đi thi lại thì mình được điểm khá là cao, được 80 điểm nói. Thế xong là lúc đấy, từ cái lúc mà mình đỗ B1 thì tự nhiên là nó cuộc sống nó kiểu tươi đẹp trở lên ấy. Thế xong là mình đi học P2 ở Viện Goethe. Viện Goethe Hà Nội. Mình cứ bảo là Viện Goethe cho nó sang. Đó, đây chính là bàn làm việc của mình hôm nay. Ok, bắt hai. Đó thì đây mình sẽ kể chuyện part 2 của cuộc sống của mình ở Đức, đó chính là đó, sau khi là mình học B2 ở Viện Goethe xong ấy. Mình nghĩ là mình bị ốm rồi. Ôi, nhưng mà không dám nghỉ việc, tại vì là nếu mà nghỉ việc thì
sẽ không có tiền. Đấy, kiểu như vậy. Thế tí mình sẽ kể câu chuyện đấy sau. Nhưng tóm lại là đấy, sau khi học P2 xong thì mình cảm thấy là gần như là mình đã đạt được tất cả mọi thứ mà mình muốn. Có P2 xong bây giờ xin visa rồi đi Đức là xong, là cuộc đời của mình sẽ kiểu kiểu như là lên hương ấy, kiểu thế. Do mà từ lúc mà mình xin visa thì mình đã chờ 8 tháng lận các bạn ạ. 8 tháng. Yes, 8 tháng đó. Và mình lúc ấy mình nghĩ là bây giờ các bạn cứ hỏi mình là thế chị ơi làm visa có lâu không? Phải chờ bao nhiêu lâu, thì mình chỉ bảo các bạn ấy là chờ 2 tháng, khoảng tầm 2 tháng. Đấy, trong khi là hồi xưa ấy mình còn chờ tận 8 tháng và mình đã vượt qua được cái thời gian đấy. Và lúc ấy mà khi mà các bạn không có một cái gọi là, mình không biết là bao giờ mình đạt được visa hay là mình bị trượt visa, hay là mình không có một cái hy vọng gì hết ấy các bạn ấy. Lúc ấy cảm thấy cuộc sống nó rất là bế tắc, và nhiều khi là mình những đêm mà mình kiểu không ngủ được, và mình kiểu bật dậy và mình kiểu khóc giữa đêm luôn. Các bạn ạ, đấy. Đấy chính là hành trình trước khi sang Đức. Và sau khi sang Đức thì mình sẽ kể các bạn sau. Thì đó, bây giờ mình sẽ kể part 2. Cuối cùng thì mình cũng đặt chân lên cái máy bay để đi nước Đức. Và lúc mà đến cái hòn đảo nó có tên là Usedom ở trên nước Đức thì mình cảm thấy là wow, ôi thật là đẹp. Ở đây là kiểu nơi nghỉ dưỡng, rồi kiểu là nó là biển ấy, biển ở Tây Bắc, ở Bắc nước Đức đó các bạn. Thế là mình đến đấy thì kiểu mọi thứ rất là ổn thỏa, có nhà cửa đàng hoàng, rồi lúc đấy bọn mình cũng được học thêm lại khóa B2 các thứ, và lúc ấy mình cũng thi lại B2 bên Đức luôn. Nhưng mà mọi sự bế tắc sẽ không xảy ra vào ngày đầu tiên khi mà bạn bắt đầu một cái thứ gì mới, đúng không? Khi bắt đầu một cái thứ gì mới thì lúc nào cũng sẽ rất là hào hứng, và đây là Đức là mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây, kiểu như vậy. Thế mình cũng làm như vậy, mình bắt đầu đi học, mình đi làm, và khi đi làm thì mọi thứ lúc đầu lúc nào cũng sẽ suôn sẻ các bạn ạ. Bất kể nó có chuyện gì chăng nữa thì lúc đầu lúc nào cũng sẽ, mình không biết, nhưng mà lúc đầu với mình ấy lúc nào nó cũng sẽ suôn sẻ. Sau đó thì bắt đầu nó sẽ gọi là, tiếng Đức gọi là Scheitern, có nghĩa là nó sẽ bắt đầu đi xuống. Lúc đầu thì kiểu như là chỗ làm mọi thứ rất là tuyệt vời, đồng nghiệp cũng rất là thân thiện. Mà được đi làm khoảng 6 tháng thì bắt đầu lúc đấy mình biết là đồng nghiệp của mình bắt đầu nói xấu mình à. Bắt đầu kiểu như là có vấn đề, bắt đầu lại có những cuộc cãi vã với cả đồng nghiệp Đức. Rồi xong lúc đấy thì kiểu mình cũng kiểu như là chống lại ông sếp nữa của mình nữa. Lúc ấy kiểu như là ông sếp của mình làm một vài điều sai trái, và mình thì kiểu ngu khi là nghe theo ông đấy. Ông đấy thậm chí còn đòi là giữ visa của mình, giữ hộ chiếu của mình để mình kiểu như là không chuyển chỗ làm à. Đấy, ông đấy làm thế cơ. Mình kiểu ngu, mình lộp hộp cả hộ chiếu cho ông ý. Và mỗi lần mà mình cần hộ chiếu để đi đâu chơi ấy thì ông ấy bảo mày phải xin tao. Đó, mà mình kiểu ngu không thể chịu được các bạn ạ. Đó, đấy là cái khoảng thời gian mà cái chỗ làm đầu tiên của mình. Và sau đó thì mình quyết định là mình bỏ chạy ở cái chỗ đấy. Tại vì mình cảm thấy là ở đấy mà suốt mà học tiếp ấy thì mình sẽ không bao giờ tốt nghiệp được. Thế biết nói sao đây nhỉ? Thì chuyển chỗ làm là chuyện bình thường. Mình đã nghĩ như vậy. Mặc dù là ai cũng cản là đừng có chuyển, nhưng mà mình nghĩ là mình bắt buộc phải chuyển. Và bước ngoặt cuộc đời của mình đã đến từ đây các bạn ạ. Khi mà các bạn kiểu sẽ bước một cái bước mà mình không biết là nó sẽ dẫn mình đến đâu ấy, thì cái bước ngoặt đấy mình nghĩ là nó rất là quan trọng cho cuộc sống của các bạn. Đó, thì mình tình cờ là đi được đến một nơi, đó chính là Bodensee, cụ thể là thành phố Constance. thì kiểu như mình, một là may mắn, hai là mình đã kiểu có được cơ hội hợp lý đúng thời điểm, tức là đúng người đúng thời điểm ý. Thì kiểu lúc ý đứa bạn của mình cũng muốn chuyển, thế là hai đứa bảo là thôi bây giờ chúng mình chuyển cùng nhau.
Thế thì bạn ấy mới tìm được một nơi ở, ở dưới Bodensee, tức là một thành phố mà giáp Thụy Sĩ, giáp Áo. Đó, thì chúng mình cùng chuyển đến dưới khách sạn này và hoàn thành cái Ausbildung năm thứ ba của mình. Thực ra là mình đã kiểu học được một năm rưỡi và mình xuống đây và mình rất là xuống. Thế thì mình chuyển xuống đây và mọi thứ nó kiểu như là tất cả những cái chỗ Ausbildung trước đây của mình cảm thấy là ôi, nó không thực sự là khác một trời một vực ấy. Tức là ở dưới Bodensee thì cái hệ thống giáo dục ở dưới này nó kiểu khác hoàn toàn. Tại vì bang này là bang Baden-Württemberg. Thì không biết là các bạn biết không, nhưng mà kiểu bang Bayern này, Baden-Württemberg, thì dưới này là kiểu các bang giàu nhất ở nước Đức. Thế ở dưới này thì kiểu họ phát triển kinh tế rất là nhiều, người dân cũng có kiểu có nhiều tiền hơn, họ kiểu đi du lịch nhiều hơn hay sao ấy, hoặc là lương các thứ đều cao hơn. Xuống đây thì kiểu như mình cũng được hỗ trợ từ đầu đến chân, cũng như là cũng được cung cấp nhà ở này và chỗ làm cũng rất là thoải mái. Kiểu như là khách sạn thì là 4,5 sao, là mình được đào tạo rất là bài bản, tử tế đó. Và đấy, đúng kiểu như là cái thời gian đấy thì kiểu như là cuộc sống của mình nó theo kiểu là on track ấy các bạn ạ. Tức là kiểu như là chỗ học xịn này, chỗ đi làm cũng xịn này, đồng nghiệp thì không thể chê vào đâu được. Kiểu như có nhiều đồng nghiệp thì đương nhiên mình sẽ không ưa, nhưng mà cái đấy là cái chuyện bình thường trong cuộc sống, có đúng không? Nhưng mà kiểu như là 95% là nó tốt thì nó là ok lắm rồi. Đó, thế xong đó thì mình đã cố gắng hết sức để mình tốt nghiệp. Và đấy, cái ngày muốn tốt nghiệp ấy thì mình cảm thấy là wow, cuối cùng thì 3,5 học mình đã tốt nghiệp được. Đấy, thực ra là cũng không thể nói 3,5, nhưng mà từ cái lúc mà mình đặt chân sang Đức ấy đến lúc mà mình tốt nghiệp thì nó là 3,5. Cái ngày mà mình tốt nghiệp thì cũng là cái ngày mà mình cảm thấy là wow, cuối cùng thì 3,5 ở lúc đã kết thúc. Lúc này thì đây chính là cái thời gian để tỏa sáng của mình. Đây chính là cái lúc mà thời gian để mình có thể kiếm được nhiều tiền cho bố mẹ này, có thể đi được nhiều nơi này, có thể tự lập về tài chính này. Mình đã nghĩ rất là nhiều thứ và mình đã kiểu tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi. Và sau khi quay trở về ấy, thì mình kiểu đã đi làm ở một chỗ vị trí mà mình hằng mong muốn, và mình nghĩ đó chính là bước ngoặt của sự nghiệp của mình. Đó, và điều gì đến thì cũng đến. Mình đã lại gặp một cái cú ngã đầu đời lần đầu tiên, đó chính là sau khi thi học xong thì mình xin được việc, và một tháng sau mình bị đuổi việc các bạn. Đó, đó. Nghe kể thì có vẻ là kiểu drama nhỉ, nhưng mà thực sự là nghĩ lại đi chăng nữa thì kể cả cái việc mà mình đi đổi việc, hay là cái việc mà mình tự nghỉ việc, hay là bất kể làm gì đấy, thì nó đều là hệ quả của việc là mình thực sự là không phù hợp cho cái vị trí đấy. Mình hay nghĩ như này nhá, kể cả là giả sử như các bạn có yêu ai chăng đấy, mặc dù là bạn là người chia tay hay là cái người kia là người chia tay đi chăng nữa thì nó không quan trọng. Kiểu thế, khi mà kiểu như bảo là nghe là bị đuổi việc ấy, nó rất là kiểu cay cú. Nhưng mà tóm nghĩ lại thì mình thấy là rất là đúng đắn khi mà mình đã bị đuổi việc. Kiểu thế các bạn ạ. Khi mà sau khi đi làm được 2 năm rồi thì mình cảm thấy là kiểu cái việc mà đi làm cái công việc mà mình trước đây mình tưởng là đó là công việc trong mơ của mình ấy, thì bây giờ mình lại cảm thấy là nó không dành cho mình các bạn ạ. Nên là đấy, các bạn nghĩ đi, các bạn đã cố gắng học tập bao nhiêu năm, học 3 năm để lấy được cái bằng học ở nhà hàng khách sạn. Sau đó một thời gian sau, một năm sau thì mình nhận thấy là đây không phải cái nghề cho mình. Đấy, nên là cuộc đời ấy, nó không biết là đi đến đâu được các bạn ạ. Nên là thôi thì cố gắng thì cứ cố gắng. Nhưng mà kiểu như là mình không biết tả làm sao nữa. Nhưng mà tóm lại là các bạn hiểu ý mình không? Có nghĩa là mình đã cố gắng 3 năm để lấy được cái bằng học nhà hàng khách sạn. Và sau khi làm được 1,5 năm sau đấy, mình cảm thấy là ồ, mình phải bỏ việc đấy thôi.
đấy, cái cảm giác của nó kiểu theo kiểu là à mình đã cố gắng rất là nhiều để đạt được cái vị trí như hiện tại và mình lại không muốn cái vị trí đó nữa đó. Nên là bây giờ thì cái plan, kế hoạch mở của mình sẽ là đi học vai trò bê đung và nào nhở, và sang một đất nước mới đó chính là Thụy Sĩ. À, đấy chính là kế hoạch của mình. Nhưng mà mình mong là sau sắp tới mình sẽ có chi tiết hơn để kể cho các bạn đó. Thì đó, thì sau, tóm lại là sau 6 năm ấy thì có rất nhiều thứ thay đổi và mình nhận, đến bây giờ thì mình mới nhận ra được là mình thích cái gì trong cuộc sống, mình muốn đạt được điều gì. Mình biết là mình muốn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở châu Âu và mình muốn là tiến xa hơn. Và sau khi học nhà hàng khách sạn xong thì mình thấy là đây không phải là cái nghề mà mình kiểu làm muốn làm suốt đời ấy, nên là mình nhất thiết là phải kiểu bước xa hơn. Mình muốn là làm trong mảng kinh doanh và kinh tế, thậm chí là marketing, mà mình cũng không biết là cuộc đời sẽ đưa đến đâu, nên là mình cứ cố gắng thôi. Đó, đấy là kế hoạch hiện tại. Còn mình nghĩ là có kế hoạch nhiều đến đâu thì các bạn cũng cần là phải tận hưởng cái cuộc sống mà mình đang có hiện tại. Nghĩa là cứ đi chơi đi, cứ đi chơi khi còn trẻ, tận hưởng cái thời gian khi ở châu Âu. Tại vì chẳng biết bao giờ thì các bạn mới có thể sống được cái khoảng thời gian tươi đẹp này ở châu Âu, có đúng không nào? Thì mong các bạn là nếu các bạn thích video của mình thì nhớ like và share cho mình nha. Và hãy cùng cập nhật tất cả các các cuộc sống tiếp theo của mình ở kênh của mình nha. Bye bye và cảm ơn mọi người. See you on the next smile.